À, xin chào anh ạ. Thế là xin hỏi anh là có phải anh set up cái bữa tiệc ngày hôm nay không ạ? Vâng, chúng tôi là những đầu bếp của thị trấn Đắc Min. Hôm nay làm một cái bữa tiệc party ngoài trời này cho gia chủ. Xin hỏi anh, hôm nay tôi thấy rất là thịnh soạn và rất là nhiều món ăn của các vùng miền. Thì xin hỏi anh có thể giới thiệu sơ về các món ở đây không ạ? Đây, để tôi bắt đầu thì xem kia tôi sẽ giới thiệu cho anh. Đây là một cái bữa tiệc cuối tuần. Chúng tôi set up cho gia chủ để đón khách. Bây giờ anh zoom camera gần đây. Rồi, anh chỉ vào món đầu tiên đi ạ. Bây giờ thế này, cái mâm cỗ của chúng ta là nó gồm có một số loại thực phẩm như là gà, bò và cái món đậu hũ. Thế thì chúng tôi sẽ tạo ra cái sản phẩm gà đầu tiên. Đây là cái món gà đồi. Gà nồi. Thế nào là nồi là như thế nào anh ạ? Không, gà đồi nó chúng tôi nuôi ở trong vườn cà phê. Gà nồi ở vườn cà phê. Động vật như là sâu bọ và nó ngủ trên cành cà phê. Thì cái món này thì chúng ta sẽ chấm với lại muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh. Thế thì cái phần của con gà thì chúng tôi nồng mề thì chúng tôi sẽ làm theo cái món đó là nấu với lại miến rong. Miến rong. Đây là miến rong của Tây Bắc nhé. Đó. Cái món thứ hai thì đó là món thịt bò Kobe. Cái này thì chúng tôi cũng nhập ở trực tiếp từ bên Nhật về đấy. Thì nướng mỏi. Như vậy là cái loại thịt bò này là theo một cái quy trình rất là kỳ công đúng không ạ? Đúng rồi. Cái này là nuôi ở bên Nhật, nó nghe nhạc bolero đấy. Có phải là cái nhạc đang nghe đó không ạ? Đúng rồi. Bây giờ vẫn còn nghe nữa hả? Rồi. Thế thì thêm một cái món thứ ba là nó là cái món cúc hồn cúc ký của người Việt Nam chúng ta. Đấy là món đậu hũ nước ván. Thế nào là đậu hũ nước ván anh ạ? Thì anh đi, cái này là đậu hũ là trồng ở trên cao nguyên rồi làm thành đậu, rồi bắt đầu là các nghệ nhân mới xay ra rồi làm thành khuôn đậu. Thì chúng tôi mua về chúng tôi cho nó vào chảo dầu, nướt nhanh trên dầu để tạo một cái màu vàng và dai bên ngoài, còn bên trong thì vẫn là mềm, thì gọi là đậu hũ nướt ván. Cái này chấm với mắm tôm Thanh Hóa. Mắm tôm của Thanh Hóa. Đúng rồi. Thanh Hóa vắt chanh vào. Chứ không phải Ninh Bình à? Không, Thanh Hóa là một cái cơ sở mắm tôm rất tốt. Anh ấy đang vắt chanh vào đấy. Anh ấy đang làm một tác vắt chanh rất là điêu luyện. Đấy, đây chính là master chef của Tây Nguyên Đắk Nông này. Rồi. Thì để đi ăn kèm với lại các món ăn thì chúng ta có cái loại rượu này là có gì đặc biệt ạ? Cái này rượu này rượu ngâm với sầu riêng. Rượu ngâm sầu riêng à? Đúng rồi. Dư sầu riêng đến độ mà phải ngâm luôn. Đúng rồi. Khu này sầu riêng mời đang ế. Thứ nào? Để mang ngâm rượu. Ăn kèm mấy này các thứ để có thêm tía tô. Tía tô. Rồi. Và lá này là lá cóc. Lá cóc. Một cái này, những cái loại đặc sản mà ăn kèm rất là ngon. Lá cóc ăn đúng bài. Lá cóc ăn thế này. Đấy, đúng rồi, anh phát biểu rồi. Anh thấy là rất là ngon. Rồi. Rồi. Mời anh dùng bữa với chú thôi. Xin cảm ơn anh. Tôi thì cũng đi ngang qua đây thôi, thì thấy tấm lòng của anh thì tôi sẽ. Anh em nâng ly nào. Thưởng thức. Làm ly để. Vâng vâng. Nào nâng ly nào. Nào. Anh cho chúng tôi một kiểu ảnh. Cho đi được, đi được. 1, 2, 3, rồi. Mẹ ra chụp hình cho anh hiểu. Cái gì nhé.